Một chiếc xe đạp mà đi được 100 km ở chế độ vặn ga thì chờ các bạn không thể tin được đúng không? Không ngờ một chiếc xe nhỏ gọn như này mà nó đi được 100 km trên một lần sạc. Này, anh Lý Trung ở Đà Nẵng là một khách hàng của bên mình phản hồi lại cho mình. Đây là thông số thực tế có thể đi thuần điện chúng ta vặn ga ấy, nó đi được 98 km. Một mẫu xe mà bánh 26, động cơ 750W, tốc độ trên 45 km/h, có phanh dầu đúng không ạ, có giảm sóc ở giữa, có màn hình hiển thị to đùng như này. Đây là mẫu xe Zengbu M10, một mẫu xe của Đài Loan. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là một cái khung sườn bằng hợp kim nhôm. Chiếc này được trang bị động cơ 750W, quả pin 20Ah thì cho quãng đường di chuyển của chúng ta thuần điện, chúng ta vặn ga ấy, nó đi được 98 km. Vậy 98 km tức là cái khoảng thời gian khoảng đi được, khoảng quãng đường đi được ấy là được 98 km. Thế còn anh em mà đạp trợ lực điện ấy thì nó sẽ phải đi được khoảng độ 200 km là chúng ta đạp. Đây là một cái thông số mà được anh Lý Trung ở Đà Nẵng là một khách hàng của bên mình đấy phản hồi lại cho mình. Và đây là thông số thực tế có thể đi được. Và để mà đi được như thế thì chúng ta sử dụng như thế nào thì phải cần có cách sử dụng nhé. Các bạn đi với tốc độ khoảng 25-30 km/h và chúng ta có những chặng nghỉ uống nước và quãng đường thực tế đã sử dụng rồi. Một chiếc xe đạp mà đi được 100 km ở chế độ vặn ga thì trời ơi các bạn không thể tin được đúng không? Không ngờ một chiếc xe nhỏ gọn như này mà nó đi được 100 km trên một lần sạc. Này, đây là một cái quả pin 20Ah, nó được trang bị bên trong, cái nó dài từ đây, nó dài từ đây này xuống tới tận đây. Quá kinh khủng luôn. Thế để mà tải được cái trọng lượng lớn như thế thì nó trang bị thêm cái giảm sóc ở giữa này. Ôi, giảm sóc này nhá, nó có thể là tăng giảm được độ cứng nhá. Các bạn ạ, cái giảm sóc này hay ghê đó. Tăng giảm được độ cứng luôn, là các bạn muốn nó mềm thì các bạn giảm xuống, các bạn muốn độ cứng nó tăng lên thì các bạn xoáy nó căng lên nhá. Thì để nó cứng được hơn này. Đây là một mẫu xe như là MTB ấy, leo núi rất là chuẩn này. Nó được trang bị 3 tầng đĩa, 9 tầng lip. Tổng cộng là các bạn có 27 cấp số. Đấy, 27 cấp số luôn. Có cái phanh dầu cực kỳ là an toàn nhá, hai phanh dầu ở trước và sau này. Đấy, có phuộc giảm sóc ở trước này. Chúng ta có thể khóa cứng lại được cái phuộc này. Đúng không ạ? Chiếc xe này thì nó được trang bị cái bánh là 26 inch nhân với 2.24. Tức là bề rộng của cái bánh này. 26 inch nhân 2.25 nha các bạn nhá. Đấy, và cái lốp của nó, cái gai rất là dày để bám đường, để vượt địa hình, những cái địa hình phức tạp cũng như là ở chỗ trơn trượt. Mình đã thấy được là động cơ nó 750W thì nó không ngán bất kỳ một cái cung đường nào ở cái địa hình của Việt Nam. Nhiều anh em đã đi rồi, ở trên Lào Cai sẽ đi những chiếc xe như này, Sơn La sẽ đi những chiếc xe như này, Đà Lạt sẽ đi những chiếc xe như này, vì tất cả những cái đồi núi, ví dụ địa hình lên dốc xuống dốc nhiều, phải cần có một chiếc xe nó có động cơ khỏe, pin khỏe, bánh to để đi thoáng hơn và phanh dầu để an toàn. Đây là một mẫu xe nhá, là Zengbu M10 đến từ Đài Loan. Nó trang bị một cặp lốp là CST Patrol. Cái cặp lốp cho cái dòng xe đạp điện trợ lực này ấy, nó được công nhận và được trang bị tiêu chuẩn. Nó sẽ cao cấp hơn những cái lốp bình thường, vì là nó được upgrade, nó được sử dụng cho tiêu chuẩn, đúng cho tiêu chuẩn cho xe đạp điện trợ lực, để yêu cầu có một cái độ bền cao, cũng như là nó sẽ chịu được cái tốc độ cao hơn là những cái xe đạp bình thường. Đây là một mẫu xe nhá, có thể là nâng hạ được cái cọc yên này, thì chúng ta có thể nâng lên hạ xuống được nhá, rất là dễ dàng này, phù hợp với mọi người luôn. Ở trên cái mẫu xe này ấy, thì nó được trang bị các cái cấp số. Chúng ta có thể điều chỉnh được là cấp số đi, muốn đi nhanh ấy, muốn đi trợ lực được ấy, thì chúng ta lên số xuống số thôi.
và muốn đi vặn ga thuần thì chúng ta cứ vặn ga đi như bình thường. Mình thấy nhá, ở trên chiếc xe này nhá các bạn nhá, các bạn có thể đạt được cái tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Các bạn nhìn này, như mình đang vặn đây ấy, là nó lên tới 52 km/h. Vì là động cơ 750W mà bánh của nó là bánh 26 mà, nên là tốc độ của nó rất là cao. Và các bạn nhìn thấy không, cái độ ổn định của nó có thấy ok không? Này, mình vặn ga nhá, mình cứ để như này nhá, nó ổn định, nó chạy này. Các bạn nhìn này, nó không rung cái xe luôn. Thì tức là cái nó làm mọi chi tiết rất là tốt và chuẩn chính xác, hoàn toàn là ổn định nè. Các bạn nhìn này, nó im đét cái xe luôn, vặn ga đi tốc độ nhanh như thế mà nó không có xi nhê gì, nó không rung cái gì cái xe luôn này. Các bạn thấy cái độ hoàn thiện của chiếc xe này có tốt không? Toàn bộ của xe đó là hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm Maze rất là bền bỉ và chắc chắn. Khung hợp kim nhôm này thì không bao giờ bị rỉ sét cả, gần như là ở cái thiết kế to và như này thì cứng cáp và khả năng có những cái sự cố rất là khó đấy. Nó được trang bị các cái chế độ lái khác nhau. Ở trên xe này thì mình set up được tùy theo cái cách đi của mình nhá. Ví dụ như mình muốn đi vặn ga thuần ấy thì mình có thể vặn ga được, hoặc là mình muốn trợ lực thuần ấy thì mình set nó trợ lực thuần được luôn, tức là vặn ga nó không đi ấy, giờ chỉ có đạp nó đi thôi. Thì đấy là những cái công nghệ mà mới ở trên những dòng xe đạp điện trợ lực mới ấy. Trên phiên bản M10 này thì không có cái gác ba ga từ hãng này đâu. Đây là cái gác ba ga mà bên mình lắp thêm vào ấy, để cho nó nhìn cho nó giống một chiếc xe đạp mà khi các bạn sử dụng bình thường ấy. Thì có thể đèo được, chở được đồ ở phía sau. Đấy, cũng như là có cái gác ba gác chân trống ở đây này, để người ngồi phía sau có thể là để chân ở đây. Đấy. Tải trọng của chiếc xe này ấy, thì nó sẽ lên đến khoảng độ 160 kg hoặc 170 kg. Bên mình thì đã test thử cái khả năng chịu tải của chiếc xe này rồi. Nó đang đi, nó chở hai người luôn, chở hai người 75 kg là đi rất là dễ, nhẹ nhàng luôn. Và đi trong phố là nó thừa sức nó đi được. Thế còn các bạn đi đường dài thì đương nhiên là đi được rồi đúng không? Vì là nó được thẳng mà, đi trong phố thì thường hay bóp phanh, thường hay tăng tốc đột ngột hoặc là dừng đột ngột, thì cái thời gian sử dụng của nó sẽ thấp đi và pin nó sẽ thấp đi. Chiếc xe này ấy, thì chỉ có một màu duy nhất này thôi. Đấy, đây là có tem của Zengbu này và một màu đen này. Màu đen này, tem xám M này. Màu đen này là màu đen M nhá, nhìn rất là nam tính và cơ bắp. Ngoài ra thì Zengbu này nó có những cái mẫu xe phù hợp với cả nữ giới, giống như là cái mẫu Zengbu X6. Thì cái mẫu X6 đấy thì cũng rất là phù hợp với cả các bạn nữ hoặc các cô hoặc là các mẹ để đi chợ hàng ngày hoặc đi làm hàng ngày, rất là dễ và có thể lắp được những cái giỏ phía trước này. Còn đây là cái mẫu MTB, mẫu cơ bắp, thì nó khỏe và phù hợp với cả anh em đi phượt, đi leo núi hoặc là đi làng hàng ngày cũng vẫn ok. Đấy, rất là an toàn. Một cái nhược điểm ở trên chiếc xe này ấy, mà mình cảm thấy mình không thích, thì đó là nó trang bị cái rè này này. Cái rè này mình cảm thấy nó rất là lắc lư và rất là yếu ấy. Thế tuy nhiên thì khi mà mình lắp cái gác ba ga này vào ấy, thì mình lắp được như này và mình cài nó lên đây thì nó lại là ok, nó cũng là hợp lý. Cái điểm không thích thứ hai nữa ấy, là do cái quả pin này nó quá lớn các bạn ạ, nó quá nặng nên là không thể làm được cái kiểu như là pin tháo rời ra được, mà bắt buộc nó phải tích hợp ở bên trong này này để nó gia cố các cái điểm mấu vào bên khung sườn và điểm chặn ở dưới để cho nó đỡ quả pin nặng. Các bạn phải hiểu rằng để mà đưa một mẫu xe ra xuất bán cho toàn thế giới ấy, thì cái bộ phận nghiên cứu và phát triển ấy, nó phải làm việc rất là tích cực và phải trải qua rất là nhiều những cái khâu test thử về xe ấy, để đảm bảo cái an toàn thì chúng ta mới được bán ở trên toàn thế giới. Do vậy ấy, thì đương nhiên là mình không thích thôi, còn mình thích thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đúng không? Do vậy thì các bạn mà mua chiếc xe này ấy, thì các bạn phải hy sinh
bằng cách là chúng ta mang lên nhà hoặc để ở sân hoặc để ở đâu đó để sạc cắm trực tiếp vào cái xe này vào đây, chứ không thể là tháo quả pin mang lên văn phòng sạc như những các cái mẫu xe khác được. Đấy, nhưng để đổi lại thì chúng ta có các cái điểm sau: quả pin 20Ah cho quãng đường di chuyển thuần điện vặn ga ấy được 98 km, và tốc độ nó đạt được là lên đến trên 50 km/h. Đấy, và trang bị cái quãng đường như thời gian như thế thì bắt buộc nó phải tích hợp sẵn pin ở bên trong khung này. Thì đấy là điều đó, là chúng ta hy sinh một số những cái mà nhỏ để chúng ta có được những cái lớn. Đấy là hoàn toàn là phù hợp. Và đây là một mẫu xe mình đánh giá là cực kỳ ngon ở trong phân khúc. Và hiện tại trên thế giới nếu như ở mức giá như này thì mẫu xe Zhengbu là vô đối, 100% là xịn nhất luôn ở trong phân khúc, nếu so sánh cả về giá cả và chất lượng, mình đảm bảo luôn. Có những mẫu xe thì nó được đánh giá cao hơn, nhưng mà cái giá của nó thì cực kỳ đắt. Cho nên để mà phù hợp với cả cái giá tiền ấy và chất lượng ấy để đảm bảo ấy, thì cái mẫu xe Zhengbu M10 này là hoàn toàn xứng đáng để nó top luôn. Có một cái chia sẻ nhỏ nữa để mọi người mua xe bên mình thoải mái nhé, là bên mình bảo hành, chính sách bảo hành rất là uy tín, 15 tháng tất cả các lỗi của nhà sản xuất. Đấy, các bạn ở xa mình sẽ gửi đồ về để các bạn thay thế sửa chữa. Nếu mà các bạn mà thay thế sửa chữa xong, các bạn gửi lại lỗi, cái đồ lỗi cho mình để mình gửi sang hãng. Các bạn không tin ấy, các bạn cứ hỏi lên mạng, hỏi search ấy, hỏi là mua xe đạp điện trợ lực ở đâu uy tín ấy, thì mua xe đạp điện ở chỗ mình là uy tín nhất luôn, vì các anh em ở khắp nơi đánh giá rồi là chỗ này uy tín luôn. Bảo hành như nào thì các bạn sẽ tự biết được, là hỏi mọi người xem là mọi người đánh giá bên mình như nào luôn. Đấy, bên mình không bao giờ chơi trò bẩn, là xít đinh vớ bẩn đâu, không bao giờ luôn. Bên mình làm uy tín nhá, uy tín từ trong trứng luôn. Và từ trong suy nghĩ là bên mình đã uy tín rồi. Mọi người cứ thử hỏi xem là bây giờ khách hàng mà có làm, trong trường hợp mà làm lỗi khách hàng, mình biết đấy là lỗi của khách hàng đi, setup sai hệ thống và làm khóa màn hình các thứ, nhưng mình vẫn bảo hành cho khách hàng luôn. Đấy, bên mình không bao giờ là vì những cái sự việc nhỏ như thế mà để ảnh hưởng tới uy tín, chất lượng và công sức của một tập thể lớn đâu. Đấy, nên là anh em chọn mua ở địa chỉ nào uy tín. Các bạn chọn mua ở đâu cũng được, nhưng mà các bạn cứ chọn cái địa chỉ uy tín, các bạn mua thì các bạn yên tâm. Đấy, và mình khẳng định luôn, bên mình là một đơn vị uy tín số 1 luôn. Mình chắc chắn luôn là chưa bên nào làm được như bên mình luôn. Bên mình là sẵn sàng tất cả các đồ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế cho các bạn luôn. Đấy, và những cái lỗi gì bên mình biết được là lỗi rồi, là do khách hàng rồi, nhưng mà mình không nói đâu. Mình biết mà, nhưng mà mình vẫn có thể làm bảo hành cho các bạn được. Cái đấy là cái mình khẳng định là mình làm được, và mình đã làm cho các bạn rất là nhiều rồi. Anh em mua xe ở bên mình rồi và giới thiệu nhau mua rất là nhiều nhé, chứ không phải là tự nhiên bên mình có uy tín thường như thế. Nó phải là hành động của bên mình rồi, bên mình đã làm rồi và thể hiện như nào rồi thì mình mới có được cái sự tin tưởng của anh em kiểu như thế được. Đấy, thì một chút chia sẻ nhỏ nhân cái ngày mát, thì anh em có những cái vấn đề gì cần hỗ trợ về kỹ thuật thì có thể là liên hệ đặt số điện thoại hoặc đặt thông tin ở dưới, thì bên mình sẽ có bộ phận gọi lại cho anh em. Cũng như là nếu mà trong trường hợp mà anh em cần gấp ấy, thì anh em gọi luôn cái số hotline cho mình. Mình là người cầm số hotline để quản lý. Và tất cả những cái sự cố, tất cả những cái vấn đề gì về cửa hàng, về xe là mình đều xử lý được hết. Thì để cho anh em yên tâm nhé. Số của mình là 0707109999, 0707104 9. Đấy, đây là mình cầm luôn á, 24/7 luôn. Nếu mà mình mà không trả lời kịp ấy, thì các bạn cứ nhắn tin để lại cái thông tin ở lại cho mình qua Zalo hoặc là nhắn tin message. Thứ mình đều đọc hết, mình luôn luôn là mình online luôn. Đấy, để phục vụ các bạn. Và các bạn yên tâm là mình cố gắng, mình sẽ làm nhanh nhất có thể để giải quyết cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Xe Đạp Điện Trợ Lực Channel. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, làm việc hiệu quả, cũng như là luôn luôn là có những tinh thần cũng như là thái độ tốt và năng lượng tốt để chúng ta hoàn thành những cái mục tiêu trước và trong tương lai. Ok.